Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em tiếp tục giới thiệu đến với tất cả quý vị các bạn một mã hàng mới nữa của bên em. Đây là dòng bát 30 của BM. Và từ cấu hình từ 170x75 như trước mình anh em đang theo dõi đây. Đây là sản phẩm cao cấp của BM. Nó về cái cấu tạo xương, nó rất giống cái con từ 190 của nhà em. Và nó có model là HG 170 gạch ngang 75. Ý nói đây là từ 17 và côn 75. Cái dòng xương nó có 3 điểm tăng cứng. Và nói về BM thì rất là nhiều sản phẩm của họ đều có CG trong màng. Côn 75 và cái nhận màu vàng. Dòng gân vải 2 sóng và gân vải thì có dầu. Anh em có thể nhìn thấy ở đây. Dầu còn tương đối dính. Vì nó mới ra nó dính. Những cái dòng bát 30 như này thì anh em có thể ghép cho những chiếc lò phun đơn, phun đôi. Do cấu tạo anh em dựng thùng, anh em ghép. Và sau đây thì em có test một chút nhạc để mời quý vị và các bạn mình nghe cái bát bên này. Em phải test một chút để mời anh em nghe. Sau khi test thì bên em có báo giá sản phẩm này. Khi mình đang say đắm thương yêu, một ngày bên nhau, trăm ngày sau cách trời. Đường vào tình yêu, nỗi vui tan trong đi nhớ. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn. Biết nữa đang còn khi bao người như ta sống ly ta. Mẹ ra thương con đi tìm trong tiếng đàn. Giờ đêm đến khóc trong cơn mê phù phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yêu thương không ngừa máu. Trăng khuya lên cây không pha màu, hoa trao sáng trên cao. Quý vị và các bạn mới nghe bên em thực hiện xong một đoạn test nhạc ngắn. Anh em cảm giác chất âm nó như nào? Anh em hãy bình luận ở dưới video để anh em mình cùng có những cái chia sẻ. Dòng bass BM này cho tiếng trống đánh rất căng, nực, một lời ca sáng. Đó là cá nhân đánh giá. Và sản phẩm được bên em phân phối và bán ra với giá bán là 1.600.000 một đôi và được bao ship toàn quốc. Vậy bà con cô bác có nhu cầu mua sản phẩm này, xin hãy gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 2323. Và em xin phép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.